là hai phiên bản cao cấp nhất của mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới. Phiên bản thể thao N-Line và Plug-in Hybrid PHEV đều sở hữu những trang bị tân tiến nhất. Hyundai mới đây vừa tung ra hai phiên bản cao cấp của Tucson 2022 tại thị trường Mỹ, bao gồm bản Tucson N-Line 2022 có giá từ $30,600 bán ra vào tháng 3 tại Mỹ và bản Tucson Plug-in Hybrid PHEV. Đối với phiên bản thể thao N-Line, Hyundai Tucson 2022 được nâng cấp bộ body kit hầm hố và khỏe khoắn hơn. Một số chi tiết điểm nhấn bao gồm bộ lưới tản nhiệt thiết kế mới, cản dưới trước sau, ốp gương sơn đen, hệ thống ống xả kép, cánh gió phía sau, viền đèn trước màu đen, mâm xe 19 inch với logo N. Bên trong khoang cabin, Hyundai Tucson N-Line 2022 lấy màu đen làm tông màu chủ đạo. Xen kẽ với đó là những đường chỉ khâu màu đỏ tương phản trên ghế hay cửa, logo N-Line trên cần số, vô lăng. Đối với phiên bản thể thao N-Line, Hyundai Tucson 2022 được nâng cấp bộ body kit hầm hố và khỏe khoắn hơn. Một số chi tiết điểm nhấn bao gồm bộ lưới tản nhiệt thiết kế mới, cản dưới trước sau, ốp gương sơn đen, hệ thống ống xả kép, cánh gió phía sau, viền đèn trước màu đen, mâm xe 19 inch với logo N. Bên trong khoang cabin, Hyundai Tucson N-Line 2022 lấy màu đen làm tông màu chủ đạo. Xen kẽ với đó là những đường chỉ khâu màu đỏ tương phản trên ghế hay cửa, logo N-Line trên cần số, vô lăng. Trên cả hai phiên bản và Plug-in Hybrid PHEV, Hyundai Tucson 2022 đều được trang bị sẵn hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa của Bose, đồng hồ công tơ mét LCD 10.25 inch, vô lăng bọc da, sạc không dây, màn hình giải trí 8 inch có kết nối điện thoại, đèn viền nội thất, gương chống chói tự động, cửa sổ trời. Về trang bị an toàn, Hyundai Tucson N-Line và Tucson Plug-in Hybrid PHEV có sẵn loạt hệ thống hỗ trợ người lái như hệ thống cảnh báo phương tiện khi xuống xe, hệ thống cảnh báo va chạm trước phát hiện người đi bộ, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm ở điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, stop và go. Bên dưới nắp capo, Hyundai Tucson Plug-in Hybrid sử dụng khối động cơ xăng 1.6 lít tăng áp kết hợp một động cơ điện, sản sinh công suất tổng hợp 261 mã lực. Đi kèm với đó là trang bị pin 13,8 kWh cho phép xe hoạt động ở chế độ thuần điện 50 km. Thời gian sạc đầy của gói pin này là 2 giờ với bộ sạc nhanh cấp độ 2. Trên phiên bản thể thao Hyundai Tucson N-Line, xe được trang bị động cơ i4 2.5 lít, sản sinh công suất tối đa 187 mã lực và mô men xoắn 241 nm. Sức mạnh này được truyền xuống cả 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Hyundai Tucson 2022 dự kiến trình làng thị trường Việt Nam trong năm 2022 này. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.